Vâng, và đây là con 5GX bao nhã kích tinh lửa. Mới về ngày hôm qua em lên sóng thì giờ em test gửi cho anh Minh ở Gia Lâm, Hà Nội nha. Hiện tại điện 110. Dòng này thì các bác để AUX á, thì nó tối thui nó không đẹp nha, nên là các bác cắm đường táp giúp em thì mình để nó sáng nó đẹp hơn. Đường táp thì mình cắm vào táp nao 1 này hoặc là nao 2 cho đừng cắm red nha. Đấy, rồi mình cắm táp 2 thì mình ấn vào táp 2. Vậy là để chỗ đài này, hát đài luôn. Mình lo nét này, bấm vào 2 lần nó sẽ hát. Đấy. Chuyện tình thơ ấm mộng nhân trên dòng 5X các ba lăng nằm trong á, ba lăng nằm trong. Còn cái phía ngoài là cái volume mic, có nghĩa là khi các bác thu âm hay là gì đó, nó mới xài cái này nha. Còn ba lăng nằm bên trong này. Chiều nay là hàng lên đường cho các bác nha, tây chủ nhật em tranh thủ đóng hàng cho các bác. Tại vì hàng nhiều, mới về hàng khủng đó. Này, mới về hai cặp loa BVK với con G8000 này. Đấy, mới về tới chưa lên video cho các bác luôn.